Mã Vân, Triết lý sống của tôi, tác giả Trương Yến, dịch giả Nguyễn Tiến Đạt. Chương 5, Triết lý kinh doanh. Càng nhiều mô hình kiếm tiền càng chứng tỏ bạn không có mô hình cụ thể. Tôi không mảy may nghi ngờ về khả năng kiếm tiền của mô hình kinh doanh Alibaba. Amazon là con sông có lưu lượng lớn nhất thế giới. Himalaya là dãy núi cao nhất thế giới. Còn Alibaba sẽ là kho báu giá trị nhất thế giới. Một doanh nghiệp không thể sống lâu, sống khỏe nếu chỉ biết dựa dẫm vào việc truyền máu. Điều mấu chốt là phải tự sản sinh ra nguồn máu. Những dịch vụ hiện có của Alibaba là miễn phí, trong tương lai cũng sẽ không thu phí. Trong tương lai, chúng tôi sẽ đưa ra nhiều gói dịch vụ mới và sẽ thu phí. Nếu cảm thấy không hài lòng thì bạn đừng trả tiền, đơn giản vậy thôi. Chúng tôi có một nguyên tắc, miễn phí không đồng nghĩa với chất lượng kém. Dịch vụ của chúng tôi phải làm tốt hơn cả những trang web thu phí. Sử dụng chiêu bài nổi tiếng để tạo sự thu hút. Mã Vân nói, chúng tôi biết bây giờ chỉ cần gõ vài tiếng phách, có thể rất nhiều người sẽ xuống đến. Phách gõ hay như vậy, chẳng lẽ kịch lại diễn không hay? Gõ phách gõ ra được cả cỏ, cây, hoa lá, chim muông, thú vật. Dựa vào hiệu ứng của người nổi tiếng để PR bản thân là một biện pháp rất hữu hiệu. Hiện nay, rất nhiều công ty mời người nổi tiếng làm đại sứ thương hiệu của mình. Rất nhiều chương trình quảng cáo cũng mời người nổi tiếng tham gia. Đó là vì tiếng nói của họ có trọng lượng, có thể tạo uy tín cho doanh nghiệp vô danh tiểu tốt, thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Mã Vân cũng rất hiểu tác dụng quả hiệu ứng người nổi tiếng đối với doanh nghiệp. Thế nhưng, người được anh ngỏ lời mời lại không phải nhân vật nổi tiếng trong giới Internet, mà lại là một ngôi sao mà rất nhiều người không thể ngờ tới. Thời điểm năm 2000, Internet xuất hiện nguy cơ bong bóng. Sau khi tỉ mỉ phân tích cục diện lúc bấy giờ, Mã Vân nhận thấy ngành Internet cần phải tìm ra xu thế phát triển tiếp theo. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Anh muốn mời những cây đa cây đề trong ngành Internet tới Hàng Châu để tham dự Đại hội Tây Hồ Luận Kiếm. Sự kiện Tây Hồ Luận Kiếm sẽ mời những nhân vật cự phách trong giới công nghệ thông tin tới Hàng Châu cùng luận bàn chiến lược phát triển của ngành Internet trong tương lai. Ví dụ như Trương Triều Dương của Sohu, Vương Chí Đông của Sina, Đinh Lỗi của NetEase đều nằm trong danh sách khách mời của Mã Vân. Nhưng lúc đó Alibaba chỉ là một công ty chưa mấy tên tuổi, bản thân Mã Vân cũng chưa đủ sức để hiệu triệu. Làm cách nào có thể mời những anh tài trong giới công nghệ thông tin tới Hàng Châu đây? Mã Vân đã sử dụng một tuyệt chiêu, đó là mời Kim Dung chủ trì đại hội Tây Hồ Luận Kiếm. Kim Dung là nhà văn chuyên viết truyện kiếm hiệp, được đông đảo khán giả cả trong nước và ngoài nước biết tới. Mã Vân cũng không phải là ngoại lệ. Từ nhỏ anh đã hâm mộ Kim Dung. Cái tên Tây Hồ Luận Kiếm cũng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Nhưng chỉ dựa vào việc mình là fan của Kim Dung, liệu nhà văn nổi tiếng này có đồng ý tới tham dự đại hội hay không? Khi đó bản thân Mã Vân cũng không dám đảm bảo chắc chắn. Nhưng sau 5 lần 7 lượt cân nhắc, anh quyết định vẫn phải thử một phen xem sao. Huống hồ trước kia Mã Vân và Kim Dung đã từng có duyên hội ngộ. Đó là sau khi đại bản doanh của Alibaba được đặt tại Hồng Kông, Mã Vân cũng chuyển tới đó làm việc. Trong một buổi họp báo, có một phóng viên hỏi thần tượng của anh là ai? Mã Vân trả lời thành thật, đó là Kim Dung. Chàng phóng viên nhiệt tình nói rằng có người bạn quen biết Kim Dung, có thể liên hệ và sắp xếp cho anh gặp Kim Dung một lần. Chuyện kể như đùa, nhưng chỉ vài ngày sau, quả thực anh chàng phóng viên đó đã thực hiện được lời hứa của mình. Tại một khách sạn có tên Dung Ký, Mã Vân đã được gặp mặt thần tượng Kim Dung. Hai người trò chuyện vui vẻ suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, nghe Mã Vân say sưa thuyết giải. Kim Dung cũng rất cảm mến anh. Khi đó, Foster, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Thị trường của Alibaba nói nhỏ với Mã Vân, trông chẳng khác gì anh hâm mộ Kim Dung, mà giống như Kim Dung hâm mộ anh thì đúng hơn. Lúc từ biệt, Kim Dung còn tự tay viết một câu đối tặng Mã Vân. Thần giao dĩ cửu, nhất kiến như cố.
giải nghĩa là mến mộ từ lâu, gặp lần đầu đã như bạn tri kỷ. Nhờ cơ duyên đó, Mã Vân muốn mời Kim Dung chủ trì đại hội Tây Hồ Luận Kiếm, coi như có chút bảo đảm. Trước lời mời nhiệt thành của Mã Vân, Kim Dung cũng vui vẻ nhận lời. Có con át chủ bài Kim Dung đại hội Tây Hồ Luận Kiếm lập tức gây tiếng vang, thu hút được Đinh Lỗi, CEO của Netgear, Vương Tuấn Đào, chủ tịch hội đồng quản trị của Mai8848, Trương Triều Dương, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của Sohu và cả Vương Chí Đông, tổng giám đốc điều hành Sina cùng tham gia. Ngày 10 tháng 9 năm 2000, các vị trưởng môn của năm nhà mạng lớn nhất Trung Quốc đã tiến hành thảo luận một cách sôi nổi quanh chủ đề thiên niên kỷ mới, nền kinh tế mới, thế hệ nhân tài IT mới. Sau này Mã Vân hồi tưởng lại, tại thị trường Trung Quốc những năm 1999, 2000 và 2001, mọi người rất ít khi nghe thấy cái tên Alibaba vì hoạt động chủ yếu của chúng tôi tập trung tại Mỹ và châu Âu. Alibaba từng tổ chức rất nhiều buổi thuyết trình tại Mỹ và châu Âu. Tôi vẫn nhớ lần đã thảm hại nhất là vào năm 2000 khi tổ chức tại Đức. 1.500 chỗ ngồi mà chỉ vỏn vẹn có 3 khán giả. Dù vô cùng xấu hổ nhưng tôi vẫn phải thuyết trình. Sự xuất hiện của Kim Dung đã thu hút hàng trăm cơ quan báo chí và truyền thông. Bọn họ theo chân Kim Dung tề tựu đông đủ tại Hàng Châu. Nhờ đó Alibaba và Mã Vân cũng xuất hiện trước công chúng với tần suất dày đặc. Có thể nói sự góp mặt của Kim Dung đã giúp Mã Vân và Alibaba triển khai một đợt quảng bá hình ảnh miễn phí trên diện rộng. Chi ly sống của Mã Vân. Hiệu ứng người nổi tiếng dùng để chỉ việc xuất hiện của người nổi tiếng có thể thu hút sự chú ý của dư luận. Rất nhiều người đã vô tình dành sự quan tâm cho những sự việc hoặc con người gắn chặt với những người nổi tiếng trong một sự kiện nào đó. Và như vậy, những sự việc hoặc con người vốn không mấy tiếng tăm kia sẽ được công chúng biết đến một cách gián tiếp. Ngày xưa có một người buôn ngựa dắt theo Thiên Lý Mã lên chợ đứng mấy ngày, nhưng dù có chào bán thế nào cũng chẳng ai buồn ngó ngàng đến. Anh ta nghĩ ra một cách, đó là mời một người xem tướng ngựa rất nổi tiếng tên là Bá Lạc đến. Anh ta nói với Bá Lạc: "Ngày mai mời ngài đến chỗ ngựa của tôi ngắm nghía và nhận xét vài câu là được." Bá Lạc liền đồng ý. Hôm sau Bá Lạc tới chợ chăm chú quan sát con ngựa kia một hồi, thi thoảng còn gật gù tỏ vẻ tâm đắc, đoạn thì thầm với chủ ngựa vài câu rồi bước đi. Chẳng mấy chốc chủ ngựa bỗng đông nghịt người tranh nhau trả giá bán Thiên Ly Mã. Cuối cùng con ngựa bán ra với giá cao chót vót. Đó chính là hiệu ứng mạnh mẽ mà người nổi tiếng đem lại. Khách hàng luôn có tâm lý tin tưởng người nổi tiếng nên tự khắc sẽ chấp nhận mặt hàng do người nổi tiếng giới thiệu. Có câu chuyện cười như sau. Nhà xuất bản nọ có một lô sách chất đống trong kho đã mấy năm trời mà chẳng thể bán nổi. Ông chủ thấy vậy rất buồn phiền. Khi đó người bày mưu cho ông ta rằng cứ gửi tặng Tổng thống một cuốn để ngài cho ý kiến. Vậy là ông chủ liền đem theo sách đi gặp Tổng thống, nhưng ngài rất bận, không có thời gian đọc sách, bèn nói qua loa một câu: "Cuốn sách này có vẻ hay đấy." Sau khi quay về, ông chủ bèn đẩy mạnh quảng cáo, nói đây là cuốn sách được Tổng thống đích thân khen ngợi. Chẳng mấy chốc số sách đó được bán hết. Tổng thống biết được rất bất bình. Thời gian thấm thoát trôi qua, ông chủ lại đem một cuốn sách ế ẩm khác tới gặp Tổng thống. Ngài bèn nói cuốn sách này dở tệ. Ông ta bèn quảng cáo đây là một cuốn sách bị Tổng thống ghét cay ghét đắng. Và thế là dân tình lại đổ xô đi mua. Đến lần thứ ba tới gặp Tổng thống, ngài rút kinh nghiệm hai lần trước, không đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Nhà xuất bản liền quảng cáo cuốn sách này khiến Tổng thống khó lòng đưa ra lời bình luận. Kết quả thêm một lần nữa sách bán chạy như tôm tươi. Dựa vào uy tín của Tổng thống, biến sách bán ế thành sách bán chạy chính là điển hình của việc dựa vào tên tuổi của người nổi tiếng nhằm nâng cao danh tiếng của bản thân. Tuy là một chiêu bài hữu hiệu, nhưng cũng phải biết cách áp dụng, bằng không sẽ gây ra những hiệu quả tiêu cực. Khi chọn người nổi tiếng làm đại diện thương hiệu, cần cân nhắc những điểm sau đây. Thứ nhất, liệu người đó có phù hợp với tính chất của sản phẩm được đại diện hay không? Người nổi tiếng là nhân vật của công chúng, có thể gián tiếp giúp sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận. Nhưng nếu lựa chọn không phù hợp với tính chất của sản phẩm thì rất dễ phản tác dụng hoặc hiệu quả đạt được không cao. Phải chọn những người nổi tiếng có hình tượng lành mạnh, không scandal. Để thu hút người tiêu dùng, không ít doanh nghiệp sẵn sàng mời một số người rất có tiếng tăm nhưng hình ảnh chẳng hề tốt đẹp làm đại diện. Đương nhiên những sản phẩm như vậy
thì người tiêu dùng sẽ không đón nhận. Thứ ba là không lựa chọn người nổi tiếng đã đại diện cho quá nhiều thương hiệu. Những người nổi tiếng được đông đảo công chúng biết tới, các doanh nghiệp sẽ tự khắc đổ xô đến mời họ làm đại diện. Nếu tìm một người nổi tiếng đang là đại diện cho nhiều dòng sản phẩm, vậy sản phẩm của doanh nghiệp đó sẽ không được người tiêu dùng ghi nhớ một cách rõ nét, và như vậy hiệu quả quảng cáo sẽ giảm đi rất nhiều. Làm ăn không thể dựa vào quan hệ và thói khôn vặt, Mã Vân nói. Chúng tôi tin tưởng một điều, bất luận kinh tế mới hay kinh tế cũ, có một thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, đó là mang đến những dịch vụ thiết thực cho khách hàng. Nếu không sở hữu những dịch vụ có giá trị, platform sẽ không thể phát triển bền vững. Live show thứ 6, mùa đầu tiên của chương trình Win in China. Thí sinh dự thi là Địch Vũ, giới tính nam, sinh năm 1981, tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nội dung thi đấu như sau: hệ thống dò kênh P2P, quả long ten sử dụng công nghệ P2P, cải tiến thiết bị ban đầu và băng thông rộng, cải tạo và mở rộng hệ thống dò kênh truyền hình có sẵn của doanh nghiệp vận hành. Địch Vũ nói: tôi là một người ủng hộ định kiến kiên định của mô hình B2B và đã làm được rất nhiều việc trong lĩnh vực này. Dù không thật sự nổi bật, tôi là người khởi xướng cho các doanh nghiệp vận hành mô hình B2B. Trước mắt đang nghiên cứu quy chế truyền thông. Tuy bản thân không có thật nhiều vốn và nhân lực để tiến hành điều tra, nhưng tôi thấy sản phẩm này rất có triển vọng. Mã Vân nghe thấy thế thì nói: năm 2000 và năm 2003, cậu sáng lập nên công ty khai sáng thời đại. Tại sao lại không làm nữa? Lúc đó cậu suy nghĩ như thế nào? Địch Vũ trả lời: đó là công ty khởi nghiệp đầu tiên của tôi sau khi rời khỏi HP. Lúc bấy giờ còn chưa kinh doanh. Vốn dĩ tôi có một người hùn vốn, định góp 400.000 nhân dân tệ, trong đó 10.000 nhân dân tệ để mở công ty. Nhưng tiền của anh ta còn chưa đến nơi. Hồi đó tôi đang đàm phán một dự án trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ, nhưng họ chỉ ứng trước cho tôi 5.000 tệ. Hỏi tôi có làm hay không, tôi nhận lời làm ngay, tận dụng uy tín của HP, từng bước thực hiện mục tiêu dài hạn của công ty. Cứ xoay vòng như vậy, rốt cuộc cũng hoàn thành dự án. Xong xuôi, tôi tiếp tục thực hiện thêm 2 hợp đồng nữa. Người hùn vốn ung dung bỏ tiền vào túi. Trong quá trình làm 2 hợp đồng đó, anh ta dùng số tiền kiếm được mua 2 chiếc xe, còn tôi chẳng được đồng nào. Chứng tỏ tôi chẳng hiểu gì về khái niệm tài chính, khái niệm kinh doanh, cổ đông và quyền cổ đông. Tôi chỉ hùng hục kiếm tiền mà thôi. Sau đó tôi thôi không hợp tác nữa. Kết quả anh ta nợ hơn 60.000 nhân dân tệ. Đáng lẽ là mười mấy ngàn nhân dân tệ phải thuộc về mình, nhưng rốt cuộc tôi chẳng nhận được xu nào. Rồi tôi xuất ngoại học quản trị kinh doanh, vì thấy trong chuyện làm ăn mình đã bị người khác lừa gạt quá nhiều. Trở về sẽ làm lại từ đầu, thử xem mình có làm được không. Mã Vân hỏi: trong 2 năm học tại Australia, anh lại thành lập một công ty nữa. Địch Vũ trả lời: đúng vậy. Mã Vân: công ty đó giờ ra sao vậy? Địch Vũ trả lời: hồi đi học tôi không thành lập công ty vì làm gì có tiền. Lúc đói kém nhất trong túi tôi chỉ còn vỏn vẹn 10 tệ, phải vay của bạn bè rồi người nhà lại gửi tiền sang. Buổi sáng lên lớp, buổi chiều cũng lên lớp, buổi tối đi dạo với vợ. Tôi muốn tốt nghiệp thật sớm, muốn trở về nước thật nhanh. Quả thật không thể tiếp tục chi trả mức sinh hoạt phí cao như vậy. 3 tháng trước khi tốt nghiệp, tôi phát hiện ra một cơ hội làm ăn. Xác suất tốt nghiệp khi ra trường, khi ra nước ngoài học tập là vô cùng thấp. Nhưng du học sinh nào cũng thích có được tấm bằng về khoe với bố mẹ. Tôi phát hiện một cách rất đơn giản để có thể lấy được bằng tốt nghiệp là cho thuê một tấm bằng trên mạng Internet, kiếm tiền từ hoạt động đó. Chẳng mấy chốc đã tích lũy đủ số vốn ban đầu. Tôi liền trở về nước thành lập công ty hiện đại. Hùng Chí Khác hỏi: mua bán đó là mua bán bằng giả sao? Địch Vũ trả lời: không phải là bằng giả mà là lưu trữ. Mã Vân: công ty đầu tiên làm ăn không tốt, anh liền đi học quản trị kinh doanh. Sau khi đến Australia lại không kham nổi chi phí đắt đỏ. Vậy trước khi đi du học anh có biết sẽ phải đóng bao nhiêu tiền học phí không? Đình Vũ trả lời: biết chứ. Khi đó tôi nhận thấy rằng mình vẫn đủ sức để chi trả.
nhưng sau khi sang bên ấy mới phát hiện hoàn toàn không giống như những gì tưởng tượng. Tiền bốc hơi quá nhanh, vượt xa năng lực tài chính của tôi. Mã Vân hỏi tiếp, anh có quan hệ, có công nghệ do anh hay người khác phát triển? Địch Vũ trả lời, đó là do cả một ekip. Mã Vân hỏi, anh hiểu những thứ đó chứ? Địch Vũ trả lời, vâng tôi hiểu. Mã Vân, những gì nên có đều có cả rồi, anh còn thiếu gì nữa? Địch Vũ nói, chắc chắn vẫn là thiếu tiền. Tôi từng theo thầy Điền Nguyên trong thời gian rất dài. Thầy luôn ủng hộ tôi hết mình. Cuối cùng thầy nói với tôi một câu, nếu không được một doanh nhân chân chính có danh vọng, có địa vị trên thương trường giúp đỡ, có lẽ em sẽ khó thành công. Mã Vân nói, Đình Vũ, tôi thấy cậu rất thông minh. Tôi khuyên cậu một điều, trên thế giới này thứ không đáng tin nhất chính là quan hệ. Vì những lúc không có tiền, không có đồng sự thì sẽ phải dựa vào quan hệ. Tôi nghĩ những người như chúng ta đều giống nhau, đặc biệt là tôi không có quan hệ cũng chẳng có tiền. Tôi đứng dậy một cách từ từ, tôi nghĩ làm ăn không thể dựa vào quan hệ, cũng không thể dựa vào thói khôn vặt. Điều quan trọng nhất trong việc làm ăn là anh cần hiểu rõ khách hàng muốn gì, tạo dựng nên giá trị một cách thiết thực và kiên định đến cùng. Xin nhấn mạnh lại lần nữa, trên thế giới này, thứ không đáng tin nhất chính là quan hệ. Chí lý sống của Mã Vân. Mã Vân cho rằng sự nghiệp của một thương gia chân chính hoặc một doanh nhân ưu tú có thành công hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào việc họ có được bao nhiêu mối quan hệ tầm cỡ, móc nối với bao nhiêu nhân vật chopu, mà cần sự nỗ lực kiên trì và làm ăn trung thực. Mã Vân coi trọng chữ tín và danh dự trong kinh doanh. Anh cho rằng người làm ăn nhỏ cần dựa vào trí tuệ, người làm ăn lớn phải dựa vào phẩm chất. Trên cùng tuyến phố có hai cửa hiệu giày. Ông chủ thứ nhất họ Trương, ông chủ thứ hai họ Lý. Về cơ bản là nếu muốn mua giày, dân trong thị trấn đều đến hai cửa hiệu kể trên. Hai cửa hiệu cách nhau không xa. Để lôi kéo khách hàng, họ thường tự đưa ra nhiều chiêu khuyến mãi. Một hôm, cửa hiệu họ Lý nhập một lô hàng mốt mới, bày ra trước cửa bán với giá rẻ, thu hút rất nhiều khách hàng, ảnh hưởng xấu đến việc làm ăn của cửa hiệu họ Trương. Nhà họ Trương trông thấy thế mà tức nổ con người. Để câu kéo khách hàng đến cửa hiệu nhà mình, họ Trương tung chiêu giảm giá, quả nhiên đã vớt vát lại một lượng khách hàng đáng kể. Họ Lý không chịu lép vế, cũng nhanh chóng đại hạ giá, bán rẻ hơn cả họ Trương. Cả hai cửa hiệu đua nhau giảm giá, cuối cùng toàn lỗ vốn. Nhưng để đánh bại đối thủ, không bên nào chịu rút khỏi cuộc chiến giá cả. Chẳng bao lâu sau, vì thiếu vốn, hiệu giày họ Lý đành phải đóng cửa. Trên tuyến phố đó chỉ còn lại hiệu giày họ Trương, những tưởng có thể kê cao gối ngủ. Ai dè ngày nào cửa hiệu cũng vắng như chùa Bà Đanh, lác đác vài vị khách. Thì ra trong lúc diễn ra cuộc chiến tranh hạ giá, để tiết kiệm vốn, họ Trương đã nhập một lô hàng kém chất lượng. Khách hàng mua về vừa đi vài hôm đã hỏng. Dần dà hiệu giày họ Trương mất uy tín, không ai tin tưởng chất lượng giày của họ nữa. Chẳng bao lâu sau, hiệu giày họ Trương cũng sập tiệm. Thói khôn vặt hay mưu hèn kế bẩn đều không có lợi cho việc phát triển hoạt động kinh doanh. Người làm ăn muốn giữ chân khách hàng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là đảm bảo chất lượng tốt. Gây dựng được lòng tin, Mã Vân rất đồng tình với quan điểm đó. Có thể hình dung như sau, chúng tôi mất 2 năm để xây dựng nền móng. Khi xây dựng tòa nhà, chúng tôi chưa từng công bố bản vẽ thiết kế. Nhưng một số người đã chê bai tòa nhà của chúng tôi thế này thế nọ. Một số công ty xây nhà nhìn rất bắt mắt, nhưng móng lại không chắc. Chỉ một trận gió lớn đã đổ sụp tan tành. Làm ăn kinh doanh cũng giống như xây nhà. Nếu móng không chắc thì dù là cao ốc chọc trời nguy nga tráng lệ đến đâu, sớm muộn cũng có ngày sụp đổ. Để làm việc và làm ăn giống như một tòa nhà kiên cố, vậy phải thực hiện được mấy điểm dưới đây. Thứ nhất, thẳng thắn chân thành với khách hàng. Để thu về lợi nhuận lớn hơn, nhiều doanh nghiệp thường bưng bít một số thông tin bất lợi về mình, lừa dối khách hàng. Sau khi bị phát hiện, họ chẳng những không thừa nhận khuyết điểm mà còn ngụy biện, tìm cách lấp liếm. Những doanh nghiệp như vậy sẽ không thể tồn tại lâu dài. Thứ hai, tự rèn luyện bản thân. Thương trường luôn cạnh tranh rất khốc liệt, muốn đứng vững giữa sóng to gió lớn,
Điều cơ bản nhất là phải tự rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Chỉ khi bản thân ngày càng lớn mạnh, chúng ta mới không sợ tụt hậu. Thứ ba, hiểu rõ đối thủ. Binh pháp dạy rằng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thương trường cũng vậy. Nắm bắt thông tin về những đối thủ cạnh tranh một cách toàn diện có thể giúp chúng ta hoạch định được chiến lược ứng phó một cách kịp thời. Sứ mệnh là động lực phát triển của doanh nghiệp, Mã Vân nói sau khi đề ra mục tiêu. Để thế giới này không còn cuộc mua bán nào khó khăn, khó thực hiện. Chúng tôi đã coi đó là tiêu chuẩn duy nhất đối với tất cả các dịch vụ và sản phẩm của Alibaba. Trước đây chúng tôi từng nói sẽ đưa ra ít nhất một sản phẩm miễn phí. Các kỹ sư, nhân viên thiết kế sản phẩm và nhân viên bán hàng của Alibaba ngay lập tức nghĩ tới chuyện miễn phí làm phức tạp một chút, còn tương lai thu phí làm đơn giản một chút là được. Do đó, sản phẩm của chúng tôi ngày càng phức tạp. Sau này, hỏi sứ mệnh của chúng ta là gì? Tất cả nhân viên Alibaba đều nói để thế giới này không còn cuộc mua bán nào khó thực hiện. Vậy tại sao phải làm ra sản phẩm phức tạp như vậy? Trong giây lát mọi người đều bừng tỉnh, phải thiết kế sản phẩm đơn giản một cách tối đa. Để khách hàng cảm thấy đơn giản, hãy giữ lại phiền phức, rắc rối do chính bản thân chúng ta. Đó chính là động lực, là sứ mệnh lúc bấy giờ. Năm 2001, Mã Vân tới New York tham dự diễn đàn kinh tế thế giới. Tại đây, chủ đề được 500 CEO hàng đầu thế giới thảo luận rất nhiều, chính là sứ mệnh và giá trị quan. Thời bấy giờ, những khái niệm trừu tượng như vậy rất hiếm khi được đề cập trong các doanh nghiệp Trung Quốc. Sáng hôm đó, Mã Vân vinh hạnh được tham gia bữa tiệc do vợ chồng Tổng thống Bill Clinton tổ chức. Khi cùng dùng bữa sáng, anh và vợ chồng Tổng thống Clinton đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Clinton nói, nước Mỹ là nhà lãnh đạo trên rất nhiều lĩnh vực. Đôi lúc, nhà lãnh đạo này không biết nên đi đâu về đâu. Không ai chỉ lối soi đường cho họ và cũng chẳng có hình mẫu để noi theo. Mã Vân liền nói, Clinton, điều gì thôi thúc ngài đưa ra quyết định? Clinton trả lời, sứ mệnh. Sức mạnh thúc đẩy của sứ mệnh khiến sự phát triển của doanh nghiệp có được phương hướng rõ nét hơn. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, nội hàm chứa đựng trong hai từ sứ mệnh vẫn chưa được nhiều người chấp nhận. Mã Vân nói, nếu nhắc đến sứ mệnh và giá trị quan, họ sẽ cho rằng bạn quá viển vông và không muốn tiếp lời. Ngày nay, doanh nghiệp Trung Quốc đang thiếu đi điều đó, nên họ vẫn mãi chẳng thể lớn mạnh. Trở về từ Mỹ, Mã Vân nhận thấy các công ty Internet của Trung Quốc khi đó đều bắt chước những doanh nghiệp lớn của nước ngoài như Yahoo, AOL, Amazon. Ý thức được Alibaba nên đi con đường của chính mình chứ không thể trở thành kẻ bắt chước, anh tuyên bố. Alibaba chỉ có thể tiến bước theo tiếng gọi của sứ mệnh. Sau đó, Mã Vân tiếp tục xác định sứ mệnh của Alibaba. Hiện tại, công ty nổi tiếng nhất thế giới là General Electric. 100 năm trước, đầu tiên họ sản xuất bóng đèn, sứ mệnh của GE là thắp sáng cả thế giới. Điều này biến GE thành công ty điện máy lớn nhất hành tinh. Một công ty khác là Disneyland. Sứ mệnh của họ là mang đến tiếng cười trên toàn thế giới. Điều đó khiến tất cả những bộ phim do Disneyland sản xuất đều có nội dung hài hước. Còn trong thời khắc quyết định này, sứ mệnh của chúng ta là giúp thế giới này không còn cuộc mua bán nào khó thực hiện. Và thế là giúp thế giới này không còn cuộc mua bán nào khó thực hiện đã trở thành sứ mệnh của Alibaba, là nghe ý kiến của khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, là nền móng sinh tồn và phát triển của Alibaba. Bất cứ chuyện gì đi ngược lại sứ mệnh đó, Mã Vân đều không thực hiện. Khi Alibaba đưa ra một sản phẩm, điều đầu tiên phải cân nhắc là liệu nó có lợi cho việc kinh doanh, có lợi cho sứ mệnh của doanh nghiệp hay không. Cũng vì lẽ đó, Mã Vân không đồng tình với quan điểm Alibaba là một công ty thương mại điện tử mà nghiêng theo cách nói Alibaba là một công ty dịch vụ thương mại. Trên lý sống của Mã Vân từng nói, năm 2003, Alibaba đã phát triển rất tốt trong lĩnh vực B2B. Phải làm gì tiếp đây? Tôi cảm thấy rất mơ hồ khi ở vào vị trí lãnh đạo tối cao. Bạn thường không biết nên đi đâu về đâu.
vì người thứ hai, thứ ba có thể đi theo người thứ nhất, nhưng người thứ nhất thì không biết học hỏi ai. Những lúc như thế, tôi dựa vào đâu để đưa ra một loạt quyết định? Đó chính là sứ mệnh. Sở dĩ Alibaba lựa chọn thương mại điện tử mà không phải những phương pháp kiếm tiền khác được mọi người đánh giá cao là vì Mã Vân nhận thấy. Khi thành lập Alibaba, tôi đã từng nói rằng nhất định Trung Quốc sẽ gia lập với WTO. Trong khi sự cất cánh của Trung Quốc lại có điểm tựa là sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Alibaba dùng IT để trang bị cho họ, giúp họ cất cánh và cũng giúp chính bản thân cất cánh. Chỉ có thương mại điện tử mới có thể thay đổi nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai. Chúng tôi tin rằng sau khi bước vào kỷ nguyên công nghệ thông tin, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng trở thành quốc gia hàng đầu thế giới. Sứ mệnh của Alibaba là như vậy, và mỗi thành viên của công ty cũng luôn giữ vững sứ mệnh đó. Với sứ mệnh là gì? Sứ mệnh của một doanh nghiệp chính là bản tuyên ngôn của doanh nghiệp đó đối với xã hội. Nó chứng minh tính hữu ích và các ý nghĩa trong sự tồn tại của công ty đối với xã hội. Khi đội ngũ lãnh đạo và công nhân viên cùng kiên định sứ mệnh, điều đó sẽ sản sinh ra một dạng động lực tinh thần, giúp doanh nghiệp xác định rõ phương hướng làm việc và hướng tới thành công một cách bền vững. Có một câu chuyện khá thú vị như sau. Một ngày mưa gió bão bùng tại Chicago, chiếc cần gạt nước của chiếc xe Toyota do một người đàn ông điều khiển bị hỏng và không thể đi tiếp. Anh ta đành táp vào lề đường, đợi ngớt mưa rồi tính. Đúng lúc đó, một ông lão từ đằng sau bước tới, chẳng nói chẳng rằng liền giúp người đàn anh nọ cần sửa gạt nước. Người đàn ông cảm thấy kỳ quặc liền hỏi ông lão là ai, tại sao lại làm như thế. Ông lão nói mình là công nhân đã nghỉ hưu của Toyota, thấy xe của công ty gặp trục trặc nên cảm thấy mình có nghĩa vụ vụ phải sửa nó. Sau khi chiếc cần gạt nước được sửa xong, người đàn ông trả tiền nhưng ông lão lắc đầu, kiên quyết không nhận. Đó chính là sứ mệnh to lớn của doanh nghiệp. Nó sẽ bám rễ ăn sâu vào trong tâm khảm của từng công nhân viên, khiến họ coi việc của công ty cũng như việc của mình. Sứ mệnh giúp thế giới này không còn mua bán nào khó thực hiện, đã giúp Alibaba nhận được sự tôn trọng của đông đảo khách hàng. Nhờ platform của Alibaba, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thu về nguồn lợi nhuận lớn. Rất nhiều khách hàng cá nhân cũng mở cửa hàng trực tuyến trên đó và tìm thấy giá trị của bản thân. Sứ mệnh của Alibaba đã tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho mọi người. Đó là điều Mã Vân kỳ vọng. Chúng tôi muốn giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ thật sự kiếm được tiền, muốn doanh nghiệp vừa và nhỏ có thật nhiều người tiếp bước. Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, có thể 20 năm sau, rất nhiều người sẽ thất nghiệp vì vô vàn nguyên nhân. Tôi hy vọng thương mại điện tử sẽ giúp thật nhiều người kiếm việc làm, giải quyết được vấn đề công ăn việc làm, xã hội sẽ ổn định, gia đình sẽ ổn định, sự nghiệp sẽ phát triển. Theo tôi, doanh nghiệp phải gánh vác trách nhiệm xã hội, đồng thời trách nhiệm đó phải được quán triệt xuyên suốt trong công tác chuyên môn. Quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Mã Vân nói, hôm nay tôi trồng cà rốt vừa mới gieo hạt, các bạn đã muốn tôi nhổ mầm lên xem có đúng là cà rốt hay không, cây cà rốt đã lớn hay chưa. Hãy tin tưởng rằng chỉ cần gieo hạt cà rốt, sớm muộn gì cũng cho ra củ cà rốt to. Vòng thứ 5, mùa đầu tiên của chương trình Win in China, thí sinh Chu Vũ, giới tính nam. Nội dung thi đấu: chuỗi cửa hàng bán lẻ tại trường nữ sinh cần phải phân loại đồ dùng phụ nữ một cách tỉ mỉ và mở cửa hàng bán lẻ với quy mô lớn. Tại trường quay, Mã Vân hỏi Chu Vũ, sau khi tốt nghiệp, tính đến bây giờ cậu đã làm những công việc gì? Chu Vũ trả lời, dạ công việc đầu tiên của tôi là làm công nhân tại một xí nghiệp quốc doanh. Thứ hai là làm chuyên viên đào tạo bán hàng tại công ty liên doanh Trung Quốc và Mỹ. Thứ ba là tự mở công ty, đến nay đã được 9 năm. Mã Vân nói, công ty như thế nào, chuyên sản xuất mặt hàng gì? Chú trả lời, sản xuất đồ dùng cho các chị em như áo ngực, quần lót. Mã Vân, vì sao lại chọn đồ dùng cho chị em, lý do là gì? Chú Vũ trả lời, tôi từng thành lập công ty để bán hàng mỹ phẩm, đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai là mọi người đều nói rằng kiếm tiền của phụ nữ và trẻ em là dễ dàng nhất. Lý do thứ ba là cuối năm 1997,
Tôi được biết, ngành sản xuất áo ngực của Trung Quốc vẫn trong thời kỳ chập chững, sắp bước vào giai đoạn trưởng thành, vì vậy đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực này. Mã Vân, 9 năm trở lại đây, tình hình lợi nhuận của công ty ra sao? Chú Vũ, khoảng 4,5 triệu nhân dân tệ. Mã Vân, năm ngoái, năm 2005, 4,5 triệu nhân dân tệ, doanh số tiêu thụ đạt 4,5 triệu nhân dân tệ ư? Chú Vũ, vâng, còn lãi ròng là 3 triệu nhân dân tệ. Mã Vân, vậy năm kia 2004. Chu Vũ, 4 triệu nhân dân tệ. Mã Vân nói, thu về bao nhiêu? Chu Vũ, khoảng 2,7 triệu nhân dân tệ. Mã Vân nói, tôi muốn khuyên cậu rằng sau này đừng mở quá nhiều cửa hàng mà hãy cải tiến chất lượng. Quý hổ tinh bất quý hổ đa. Cậu phải mời một số chuyên gia quản lý xuất sắc giúp mình quản lý, ví dụ như một chuyên gia tài chính. Tôi cũng không hiểu gì về quản lý tài chính, nhưng đã mời một CFO xuất sắc nhất về công ty. Xét từ góc độ quản lý kinh doanh, cần phải hạn chế về số lượng và chú trọng đến chất lượng. Đến một ngày nào đó, cậu mới có thể mở hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Lần trước, tôi đã khuyên một thí sinh không nên mở quá nhiều cửa hàng mà hãy tập trung nâng cao chất lượng. Bây giờ tôi vẫn dành cho cậu lời khuyên tương tự, đừng nôn nóng làm chuyện lớn. Làm giỏi tự khắc sẽ thành làm lớn. Nếu muốn thần tốc đốt cháy giai đoạn, ắt sẽ rơi xuống vực thẳm. Triết lý sống của Mã Vân. Giới kinh doanh có câu thị trường là thượng tể, thị trường là thượng đế. Thị trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tồn tại và phát triển của ngành, của các doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nhân vì muốn doanh nghiệp của mình lớn mạnh trên thị trường nên đã không ngừng tích lũy vốn, hy vọng dùng thanh thế và quy mô lớn để thu hút khách hàng, thu về lợi nhuận. Tiểu thương và tiểu lý là bạn học cùng cấp 3. Đã mười mấy năm không gặp, một lần họp lớp, hai người trò chuyện và biết được tình hình gần đây của nhau. Vài năm trước, tiểu trương nghỉ việc ở doanh nghiệp nước ngoài rồi tự mình khởi nghiệp. Giờ đã thành ông chủ của mấy cửa hiệu chuyên bán đồ dùng dã ngoại. Thấy bạn học cũ phất lên như diều gặp gió, tiểu lý rất đăm chiêu, cũng khởi nghiệp như nhau, mình chỉ là ông chủ của một quán ăn nho nhỏ, trong khi tiểu trương giờ đã ở nhà lầu đi xế xịn. Trở về nhà, tiểu lý càng nghĩ càng thấy ấm ức, quyết định phải mở rộng quy mô kinh doanh, thành lập chuỗi cửa hàng. Từ trước đến giờ, tiểu lý vẫn tự mình quản lý hàng ăn, tuy việc làm ăn khá tốt nhưng cũng chỉ gọi là có đồng ra đồng vào. Muốn mở chuỗi cửa hàng nhưng vẫn còn thiếu vốn. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu lý quyết định thế chấp hàng ăn, vay vốn ngân hàng để mở thêm một cửa hàng nữa. Thế nhưng chỉ sau vài tháng, do thiếu kinh nghiệm, nhân lực hạn chế và áp lực vốn, cuối cùng cửa hàng nhánh đành phải đóng cửa. Hay tin, tiểu trương thân chinh đến tận nơi. Tiểu lý kể chuyện làm ăn của mình cho tiểu trương. Tiểu trương cũng kể qua quá trình khởi nghiệp và những khó khăn trắc trở mà mình gặp phải với tiểu lý. Nghe xong, tiểu lý mới vỡ lẽ, khởi nghiệp không đơn giản như mình nghĩ. Muốn mở một cửa hàng, mục đích đầu tiên không phải là làm thật nhiều, thật lớn, mà phải làm thật tốt, thật chất lượng. Hồi đó khi mở một cửa hiệu bán đồ dùng dã ngoại, Tiểu Trương đã nắm bắt được tâm lý của khách hàng, tạo dấu ấn riêng cho từng sản phẩm, từ đó mới xây dựng nên nền móng vững chắc. Đến khi mở chuỗi cửa hàng, Tiểu Trương cũng phải trải qua quá trình khảo sát thị trường kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định. Hơn nữa, mỗi khi mở một cửa hàng nhánh, Tiểu Trương đều lên kế hoạch tỉ mỉ chi tiết. Tiểu Trương khuyên bạn rằng điều đầu tiên cần làm là tạo dấu ấn cho cửa hàng, đến khi ngày nào cũng có khách ruột ghé qua mới cân nhắc mở rộng quy mô. Vài năm sau, hai người gặp lại nhau. Tiểu Trương hỏi Tiểu Lý tình hình cửa hàng dạo này ra sao. Tiểu Lý nói, không mở chuỗi cửa hàng, đến giờ vẫn kinh doanh cửa hàng đó. Giờ anh ta không nóng lòng mở rộng chuyện làm ăn, mà dành hết tâm trí cho việc làm thế nào để món ăn ngày càng ngon và độc đáo hơn. Đối với những người khởi nghiệp, thì khi dấn thân vào thị trường, việc chọn đúng thị trường và xác định đúng chiến lược phát triển sẽ quyết định tiền đồ sau này của doanh nghiệp. Vì vậy, người khởi nghiệp cần phải tiến hành điều tra, nghiên cứu thị trường kỹ càng, căn cứ vào nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng đối với sản phẩm dịch vụ để xác định ngành nghề kinh doanh, như vậy mới có thể thu hút được khách hàng. Jeff là chủ một cửa hàng pizza. Pizza của anh có hương vị thơm ngon và rất độc đáo.
Hàng ngày trưa đến giờ mở cửa, khách hàng đã xếp hàng chật kín. Chỉ đến trưa là mọi nguyên liệu gia vị chuẩn bị đều sẽ dùng hết. Cửa hàng pizza của Jeff đã có 40 năm tuổi đời, vẫn làm ăn tốt cho đến tận bây giờ. Ngày nọ, một nhà đầu tư đi ngang qua, thấy cửa hàng pizza khách đông nườm nượp, liền bàn với Jeff rằng anh ta sẽ đầu tư mở một chuỗi mười mấy cửa hàng trên toàn quốc, cùng nhau kiếm bộn tiền. Tuy nhà đầu tư đã vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng, nhưng Jeff vẫn từ chối lời đề nghị ấy. Theo Jeff, sở dĩ bánh pizza của cửa hàng được người người yêu thích là vì từng miếng bánh đều do đích thân anh chế biến. Nếu mở chuỗi cửa hàng thì chắc chắn sẽ bận rộn hơn do phải mở rộng thị trường. Anh không thể tự mình làm bánh mà phải giao cho các nhân viên khác. Cho dù anh đích thân chỉ bảo truyền nghề thì cũng không thể làm ra hương vị đó. Để vận hành tốt một cửa hàng, chúng ta cần xác định đó nó có phù hợp với bốn đặc trưng dưới đây hay không. Một là rất thu hút khách, hai là có thể vận hành trơn tru trong môi trường kinh doanh của ông chủ. Ba là vốn, vật lực và kỹ năng của ông chủ đều phải theo kịp thời đại, có thể dốc hết sức cho việc triển khai nghiệp vụ. Bốn là có được cơ hội mà người khác không có, thấy được khoảng trống của thị trường. Nếu đáp ứng đủ bốn đặc trưng trên, có thể giúp người khởi nghiệp phán đoán được thị trường nào đó có cơ hội khởi nghiệp, và từ đó doanh nghiệp của người khởi nghiệp sẽ có tiềm năng phát triển lớn mạnh. Người khởi nghiệp cần chọn thị trường chính xác và phù hợp với xu thế phát triển của bản thân. Đối với những người khởi nghiệp, các yếu tố như tránh đối mặt trực tiếp với những doanh nghiệp vừa và lớn, có thể bù đắp sự thiếu hụt của thị trường, biến thế yếu tổng thể thành thế mạnh cục bộ, sẽ giúp cho họ không ngừng phát triển trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Hết chương 5.